Hello anh em, nay mình hướng dẫn anh em tháo cắp còi con cắp tia vai nha anh em. Này nó có hai lỗ nè ha, hai bên có hai lỗ, mình dùng con vít nha, mình chọn cho lên nè, chọn thẳng tiếp vô luôn nha. Đây có một cái lạy này nè, đẩy vô cái đẩy đẩy vô cái là nó bung lên nha, nè nằm đẩy nhẹ nó bung lên nè. Nó hôm nay một bên rồi, bên đây một bên nữa. Đó. Mình thấy không, này cái lỗ nè, mình nãy mình mới chọc mạnh cái nó bung lên. Đó. Ra liền. Đó. Nó đặt hai cái lạy nè, cái dít này nhanh nè, cái lỗ nè. Nè. Vô đây. Nè. Đó. Mình chọc đây thôi nha. Nó ra lỗ nè. Này năm nay vẫn ngang như này nè. Anh em phải thấy cây nhúc nhích không? Nè. Ừ. Chưa vô này. Đó nè, đó, đó, nè. Thấy không? Chụp mạnh ra, bỏ ngay vào chụp mạnh vô nè. Đó, vô nè. Đó. Đó. Thấy không? Ừ. Hai bộ bên vậy là bên kia cũng vậy là nó ra nha. Đó nè. Nè, rút kia nè. Thẳng vô. Đó. Vậy thôi. Bên này cũng vậy luôn. Cái lỗ đây, chọc ở đây. Cái gài nè. Đây là cái cò cũ nha. Bắt 4 vít nè. Bên tay nha. Có nè. Còn đây là cuộn mới. Này cũng mới luôn.